Bản tin Đều Cả Tháng 3 có những tin chính sau. Bàn phương án đầu tư hạ tầng giao thông theo mô hình PPP cộng cộng. Hợp tác ký thỏa thuận vốn tín dụng nhà nước. Khởi công xây dựng hai hầm đường sắt Khe Nét. Chuẩn bị cho việc khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 3, Tập đoàn Đều Cả tổ chức hội nghị đầu tư hạ tầng giao thông theo mô hình PPP cộng cộng với sự tham dự của các doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ đầu tư và đối tác khác. Tại đây, Đều Cả trình bày mô hình PPP cộng cộng nhằm huy động vốn cho các dự án bằng cách đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao hiệu quả huy động và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện. Ngày 5 tháng 3, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Bộ trưởng biểu dương tinh thần làm việc vượt nắng thắng mưa và sự sáng tạo trong thi công của Tập đoàn Đều Cả khi cải tiến phương pháp đào hầm, rút ngắn tiến độ thông hầm nhiều tháng. Bộ trưởng cũng xem xét, giải quyết nhiều kiến nghị của nhà thầu, trong đó thống nhất đầu tư hoàn thiện hai ống hầm và lắp đặt hệ thống ITS đồng bộ với công trình hầm. Trong chuyến công tác, Bộ trưởng đã thăm trung tâm đào tạo thực hành Đèo Cả tại Đà Nẵng. Đây là nơi đào tạo nhân sự cho hệ thống với các chương trình và hoạt động phù hợp nhằm nâng cao kỹ năng và khả năng thích ứng. Ông Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao mô hình đào tạo và phát triển nhân sự cho chính doanh nghiệp và ngành giao thông vận tải. Ngày 22 tháng 3 tại Quảng Bình đã diễn ra lễ triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt đèo Khe Nét trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Liên danh Ưu Sung Đèo Cả là nhà thầu thực hiện gói XL1 xây dựng hai hầm đường sắt Khe Nét. Thời gian thực hiện trong 23 tháng, tính đến thời điểm khởi công, Đèo Cả đã hoàn thành khu nhà điều hành, huy động mở đường công vụ vào cửa bắc hầm số 1, huy động máy móc thiết bị, một lượng lớn nhân sự bắt tay thi công ngay sau lễ khởi công. Chúng tôi thấy rằng Đèo Cả là một tập đoàn có năng lực, có tài chính tốt, nhân lực, máy móc thiết bị và công tác tổ chức rất quy củ. Mọi mặt đồ thể hiện rất rõ ràng. Chúng tôi rất tin tưởng khi chọn Đèo Cả là đơn vị đồng hành cùng với mình tại dự án này. Ngày 27 tháng 3, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã kiểm tra tình hình tổ chức gói thầu XL1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Sau gần 4 tháng, mặt bằng nhà thầu tiếp cận thi công được là 9,4 km, đạt 86%. Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã huy động nhân sự, máy móc thiết bị, triển khai thi công cầu và đường. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành gói thầu đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công việc, tranh thủ thời tiết nắng ráo tổ chức thi công. Dự kiến trong tháng 4 năm 2024, nhà thầu thi công mở cửa hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km, hạng mục quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ của toàn dự án. Tại công trường tuyến nối sân bay Long Thành, mặt bằng tuyến T1 đã bàn giao đạt 99,8%, tuyến T2 đạt khoảng hơn 81%, tổng tiến độ gói thầu đạt 20,6%. Thời hạn hoàn thành theo hợp đồng là tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, nhà thầu đang huy động nhân sự, máy móc đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe vào ngày 30 tháng 4. Đến nay, đoạn tuyến dài 78,5 km đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang triển khai các hạng mục cuối cùng như nhà điều hành, trạm thu phí, điện chiếu sáng, các thiết bị trong hầm và ITS toàn tuyến để sẵn sàng khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng. Ngày 21 tháng 3 tại Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng và Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ quá trình thi công dự án cao tốc này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa ba đơn vị, bảo đảm công tác phối hợp xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong quá trình thi công dự án kịp thời, nhanh chóng. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3, Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với các tổ chức đầu tư quốc tế tại Singapore như Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, Công ty Isware Capital, Tập đoàn Partner, Quỹ quản lý tín dụng Capel, đại diện của 3 nhóm là nhóm đầu tư tài chính, cung cấp nguồn vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, nhóm nhà đầu tư chiến lược tham gia vào chiến lược phát triển dài hạn và nhóm nhà đầu tư chi phối tham gia vào việc quản lý và điều hành. Ngày 14 tháng 3, Tập đoàn Đèo Cả làm việc với Tập đoàn Worden, doanh nghiệp Đức, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thi công hạ tầng giao thông đường bộ. Hai bên thảo luận chi tiết về các giải pháp thi công của Worden so sánh với các phương pháp thi công hiện nay tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu giải pháp, trao đổi kiến thức, chuyển giao công nghệ trong thi công,
và có phương án hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Tập đoàn Đèo Cả và Đại học Đông Á ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Viện Đào tạo Thực hành Đèo Cả. Mục tiêu hợp tác đào tạo nguồn nhân lực thực chiến, chất lượng hàng đầu. Chương trình học sẽ được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn của Đèo Cả trong việc triển khai thực hiện các dự án. Ngoài ra, hai bên dự kiến thành lập phân hiệu Đại học Đông Á tại tỉnh Bình Dương để đào tạo kỹ sư thực hành cho Tập đoàn Đèo Cả và các đối tác cũng như cho ngành vận tải nội địa. Giữa Đại học Đông Á và Đèo Cả có một cái tầm nhìn chung, chia sẻ những cái giá trị chung trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo trước tiên là cho Tập đoàn Đèo Cả và cho ngành giao thông Việt Nam. Cái việc hợp tác giữa hai bên trước hết là thành lập một cái viện nghiên cứu, sau đó là một cái trường đại học. Tôi cho là mục tiêu rất là thực tế, trong tầm tay khả năng của Đại học Đông Á cũng như Đèo Cả, thì tôi nghĩ là đem lại giá trị rất lớn. Ngày 28 tháng 3, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB chi nhánh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng đầu tư của nhà nước để thực hiện các dự án PPP. Theo thỏa thuận, tổng mức vốn cung ứng dự kiến giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027 khoảng 20.000 tỷ đồng. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Công đoàn Tập đoàn Đèo Cả tổ chức giải bóng đá nữ khu vực phía Nam lần thứ 2. Các cầu thủ tham gia giải đấu là nữ cán bộ công nhân viên, chia làm 4 đội: bắn chim, câu cá, đi cày và trung hải. Đội chơi bắn chim đoạt cúp vô địch trong giải bóng lần này. Giải đấu diễn ra thành công, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và góp phần phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong hệ thống Đèo Cả. Ngày 19 tháng 3, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen cho công ty HHV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chaico AA Việt Nam gửi thư cảm ơn lãnh đạo, cán bộ quản lý, lực lượng cứu hộ cứu nạn và chữa cháy công ty HHV đã kịp thời có mặt, tham gia chữa cháy tại nhà máy công ty Chaico vào ngày 14 tháng 3. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả, Công ty HHV phối hợp với Công ty Trường Hải Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng các phương tiện cơ giới. Khóa bồi dưỡng thu hút 80 học viên là công nhân kỹ thuật tại các đơn vị thuộc HHV.